Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với Bonsai Trường Thi. Vẫn là khung giờ quen thuộc 11 giờ và 19 giờ anh em. Bonsai Thi giới thiệu những chủng loại cây dòng khai thác. Trước mắt của anh em là một cây hải châu, một cây hải châu dáng mẫu tử. Cây này có bộ đế rất là đẹp. Xíu nữa sẽ quay gần hơn để anh em xem. Kính mời anh em xem tổng thể cây. Một cây hải châu lá nhỏ, cái dòng lá tròn. Những cái dòng lá này thì nó là rất là trái, nó rất là sai nha quý anh em. Thì hải châu thì mùa này là hết rồi nha quý anh em, hết trái rồi. Chuyển sang cái mùa mưa là cái mùa phát triển của dòng cây rừng. Những dòng cây rừng thì đa số chủng loại thì nó cho hoa trái vào cái mùa nắng nóng. Hiện tại các tỉnh miền Trung thì đã chuyển sang cái mùa mưa, thì chuyển sang cái giai đoạn cây phát triển, cho nên là không có còn hoa trái nữa. Cây này cũng một cái loại chủng loại bonsai đỡ bàn, một người bê tương đối nặng tay nha. Cây này hàng rất chuẩn đế nha quý anh em, cây mẫu tử. Rồi đo một vài thông số cho quý anh em tham khảo nha. Rồi cây này tổng nha, tính trước hết đo tổng vành đế của cho quý anh em, tổng cái bộ rễ của nó. Bộ rễ này rất vầm nha, 92. Bộ rễ nó vầm, rất là vầm, vầm sự của nó ôm đất rất là đẹp nha quý anh em. Rồi, đo cái vành eo tại vị đây. Đo tổng vành tại vị trí này cho quý anh em xem. Đây, tổng vành thì tại vị trí này nó là 39 nha. Và cái thân. Thân mẫu thì cái thân mẫu thì nó rồi 15, tính hơn 15 một xíu. Rồi quý anh em xem cái phần đế nha. Những cái cây này thì nó rất là đẹp, hàng rất là tương lai của anh em, cho nên là bonsai thì quay kỹ một xíu nha. Quý anh em cố gắng ta xem từ từ, ta xem tổng quan cây, ta xem rõ ràng để chúng ta nắm được cái tổng thể cái cây. Cây này có bộ đế rất là đẹp. Những cái dòng hải châu mà ta tìm được những cây mà có bộ đế thì tương đối là khó tìm hơn những cái cây, đa số là những cái cây nó cây rừng thì nó ít khi có những cái bộ đế đẹp nha quý anh em. Những cái nó những cái cây mà nó mọc kẹt đá thì nó mới có được những cái chân rễ nó trải đều. Cây này đế thì rất là tuyệt vời. Đây là cái dòng lá nhỏ luôn nha, dòng lá nhỏ. Những cái dòng lá này trái rất lớn nha quý anh em. Những cái cốt này thì chúng ta, những cái cây này chúng ta sưu tầm được, ta nuôi một thời gian. Những cái dòng này thế thần thì đế rất là ok, cho nên là chúng ta nuôi thêm thời gian nữa thì chỉ cần nó chỉ râm là nó ổn định hơn. Rồi quý anh em xem tổng thể cây. Tổng thể cây nhìn từ trên xuống dưới. Quay. Rồi chiều cao của cây là chiều cao tính từ mặt chậu của anh em, tính mặt chậu là 47 nha. Phủ tán thì 55. Rồi, quý anh em xem tổng cây từ trên xuống dưới nha. Chúng ta nắm được cái bộ tán của cây. Cây rất là ok nha, một cây mẫu tử rất là chuẩn. Chỉ cành thì tương đối tầm khoảng 4 nước kiểm nha quý anh em. Ta tiếp tục ta hoàn thiện thêm. Rồi, một cây hải châu. Bài kia. Một cây hải châu dáng mẫu tử, bệ đẹp. Chỉ cành thì tương đối tầm 70%. Dòng lá nhỏ. Rồi cây này bonsai thì giao lưu với anh em giá là 5,4 triệu, bonsai thì bao ship. Rồi 5,4 triệu bao ship. Bonsai thì phát sóng video lúc 11 giờ và 19 giờ. Bonsai thì có giao lưu bán mảng gốm sứ, thì kính mời quý anh em xem kênh. Những sản phẩm nào thì gọi điện trực tiếp với bonsai thì số điện thoại bonsai thì luôn để trên màn hình, cũng là số Zalo, gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo, giao dịch mua bán trên Zalo. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người.